Nguyễn Văn Tuồn kéo dây chì, đấu nối với điện sinh hoạt để chống trộm, nhưng đã làm một người hàng xóm tử vong. Theo nội dung cáo trạng, tháng 12 năm 2020, Nguyễn Văn Tuồn dùng dây chì giăng xung quanh vườn cây nhà của cha ruột ở ấp Sao Đổ Lớn, xã Thành Xuân, huyện Châu Thành A để người khác nghĩ trong vườn có mắc điện không dám vào, nhưng thực tế không có điện và Tuồn cũng không có đặt biển báo. Đến khoảng 0 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2021, Tuồn nhớ lại vài ngày trước có người vào vườn bắt ốc nên đấu nối điện sinh hoạt với dây chì ngoài vườn để chống trộm rồi về nhà ngủ. Đến gần sáng, Tuồn ngắt nguồn điện và ra vườn kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ gần nhà chết gần dây chì đã được mắc điện trước đó. Sợ bị phát hiện, Tuồn mang thi thể nạn nhân ra khỏi vườn hơn 50m rồi bỏ lại. Sau đó trở lại hiện trường tháo gỡ dây chì, dây điện và đem cất giấu trong một căn chòi trong vườn rồi về nhà. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện thi thể người này dưới mương nước gần vườn nhà của Tuồn, nên trình báo công an. Biết không thể che giấu, người này đã đến cơ quan công an đầu thú